Như các bạn thấy, trong phần đầu tiên mình chơi chưa phải là C major scale, mình mới chơi gọi là five finger pattern hay là 5 ngón tay theo hệ thống này, tức là 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn không phải nghĩ rằng những ngón gì, các bạn chỉ cần bắt đầu đặt 5 ngón tay trong theo một cái phím thứ tự như thế này, bắt đầu từ đô. Các bạn có thể dễ dàng chơi được như thế này. Hay các bạn bắt đầu từ đây, pha chẳng hạn. Hay các bạn bắt đầu từ đây chẳng hạn. Các bạn có thể bắt đầu ngay được với cái hệ thống 5 ngón tay các bạn. Các bạn đừng có coi thường cái hệ thống 5 ngón tay mà mình vừa mới tập. Ví dụ các bạn đang thấy là như này, là các bạn thấy không, đây là bài Autumn Leaves. Ví dụ như là ta da da da, ví dụ các bạn sang hợp âm re thứ đúng không, rồi xuống về son, rồi các bạn về đô trưởng đúng không. Ví dụ như là ta da 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 re thứ rồi son ta da da da. Trong khi các bạn nếu là ở trình độ rất là bắt đầu, các bạn chưa cần chơi những hợp âm là 7 hay là 9 căng thẳng, tức là khó khăn vội đúng không? Ta da 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 son. Ta da da da. Ví dụ như vậy. Và bây giờ các bạn muốn bắt đầu solo như thế nào? Các bạn vừa mới có hệ thống 5 ngón tay là bắt đầu từ re đúng không? Nào. Ta da da da. Son. Đô. 1, 2, 3, 4. Các bạn thấy không? Hiện giờ Vũ Công Trung đang chỉ chơi theo hệ thống là 5 ngón tay và bắt đầu ngay từ bậc gốc, tức là bậc root của mỗi một cái hợp âm đó, là trên re thứ, trên son trưởng hay là trên đô trưởng. Các bạn cũng có thể bắt đầu ngẫu hứng và chơi ngay được một tác phẩm nhạc cha hay bất cứ một tác phẩm nào các bạn đang hứng thú để mà có thể chơi piano solo chẳng hạn. Thì các bạn thấy rằng là cái kỹ thuật đó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ tạo cho các bạn một cái ngón tay theo một cái thói quen tốt cho các bạn tương lai, khi các bạn đặt xuống piano một cái 5 ngón tay theo tất cả các cái phím thứ tự, thay vì đôi khi mình sẽ bị chơi như này hoặc thay khi mình bị chơi như thế này nhé. Rồi sau ngoài 5 ngón tay đó mình bắt đầu mới mở rộng dần ra, đó chính là scale. Và bây giờ mình sẽ tập thử bài tập gọi là C major scale. Trong C major scale này các bạn thấy, thay vì 5 ngón tay mình đang chơi ở đây thì mình sẽ có cái phần chuyển ngón, mình sẽ chơi như này là do re mi. Ngón tay số 1 đây là ngón cái, mình sẽ đi xuống bên dưới này, người ta gọi trên tiếng Anh gọi là cross under, tức là ngón tay này mình bị đưa chéo xuống, mình chuyển ngón đây. Khi các bạn đưa chuyển xuống đây thì đặc biệt cái khuỷu tay này của các bạn đừng có đưa ra ngoài, khi các bạn mỗi lần chuyển ngón đưa ra ngoài chuyển ngón, hoặc là các bạn chuyển động cái vai của các bạn nhé, các bạn nhớ. Bởi vì khi các bạn chuyển ngón này vai thì các bạn thì cái tiếng đàn của các bạn nó sẽ không có được uyển chuyển cùng với nhau, mà đôi khi nó bị ngắt quãng nhé. Các bạn cố gắng chuyển thật là mềm mại, ngón tay cái đi xuống dưới chuyển. Sau khi các bạn chuyển ngón về đây thì các bạn thấy tay của các bạn sẽ trở lại về cân bằng lại, thay vì mình vẫn đang như thế này hoặc là vẫn đang như này. Khi mình chơi trên piano hầu như lúc nào mình cố gắng giữ cái tay của mình được cân bằng, thay vì mình như thế này hoặc thay mình đang như thế này nhé. Đó là những cái khái niệm về kỹ thuật mà các bạn cần phải luyện tập nhé. Nào, mình chơi đô này, đô re mi, chuyển ngón xuống nốt pha. Và khi các bạn chuyển ngón về đây rồi thì toàn bộ hệ thống ngón tay này các bạn sẽ trở lại về hệ thống gọi là five finger pattern mà các bạn vừa tập. Các bạn thấy không? Mình đang từ five finger pattern bắt đầu từ nốt đô, và bây giờ mình đang có là five finger pattern của mình đang là từ pha. Five finger pattern có nghĩa làm sao, là 5 cái ngón tay đấy của bạn đang đặt theo một cái hệ thống mà theo từng cái nốt, theo cái vị trí sắp xếp thứ tự trên một cái piano. Và Vũ Công Trung gọi trên tiếng Anh cho đơn giản gọi là five finger pattern. Five là số 5 và finger là ngón tay, và pattern đó là một cái hệ thống của bạn theo nhé. Và mình gọi như vậy cho nó đơn giản khi mà gọi trên tiếng Anh nhé. Và các bạn thấy là mình đang chơi nên này là do re mi, rồi mình xuống đây là pha này, các bạn có là fa son la si do, các bạn thấy không? Các bạn từ lên nốt đô đây rồi. Rồi các bạn từ đây các bạn đi xuống cũng giống như vậy, từ đô thi, bạn có thể đọc như thi, các bạn đọc si theo hoàn toàn theo cách của Việt Nam. Theo tiếng Anh thì mình sẽ đọc là thi thay vì đọc là si, thì 99% tất cả những các bạn mà học theo hệ thống tiếng Anh, người ta khi nghe các bạn nói là si, người ta chỉ hiểu ngay là si là nốt đô. Bởi vì theo cái bảng chữ cái C tức là đô C D E F G đúng không, thì C sẽ là đô, đó là lý do mà các bạn có thể đọc theo là T. Nên thì các bạn hoàn toàn quen theo cách đọc tiếng Việt thì các bạn đọc theo C, đó là cái cách của tiếng Việt Nam. Còn nếu mà tốt nhất thì các bạn nên đọc theo hệ thống của bảng chữ cái là C B thì các bạn không bao giờ nhầm hết đúng không, là C B A G F.
Và bây giờ các bạn sẽ có một cái chuyển ngón nữa, và các bạn sẽ chuyển ngón là số 3 nhé. Và khi các bạn chơi chuyển ngón, các bạn đừng nghĩ là các bạn phải chuyển ngón lúc nào cũng phải chơi về cái phím trắng ở chỗ này, mà các bạn có thể chơi ở đây nhé. Bởi vì mục đích cuối cùng thì mình để cho cái ngón tay các bạn được cân bằng, thay vì các bạn chuyển về đây, các bạn thấy không? Mình sẽ phải chơi ở đây, các bạn mất sự cân bằng đó. Các bạn phải chơi về đây là mi rồi đây, sau đó tay các bạn trở lại với hệ thống cân bằng ban đầu và rồi D rồi C về đây. Tay trái các bạn cũng giống như vậy, mình bắt đầu từ ngón tay số 5 đây là C D E F G, chuyển ngón số 3 đầu tiên và chơi ở khu vực này của phím trắng là nốt A, tức là nốt La nhé. Rồi đây là nốt T hay mình gọi là B đúng không? C B A. Nào, ngón tay số 1 là ngón cái, mình chuyển xuống và một lần nữa giữ tay cân bằng. Và khi các bạn về đây thì các bạn thấy tất cả các ngón tay các bạn đang trở về lại với cái hệ thống là Five Finger Patterns nhé. Five Finger Pattern hay hệ thống là 5 ngón tay theo hệ thống. Bởi vì Vũ cũng chung biết là, không biết là nếu như mình gọi như vậy trên tiếng Việt là hệ thống của 5 ngón tay tương đối dài đúng không? Nếu mà nói trên tiếng Việt đúng không? Hệ thống của 5 ngón tay theo từng phím thứ tự thì khá dài đúng không? Chính vì vậy mình có thể gọi cho là Five Finger Patterns thì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nhé. Nào, đi xuống đây. Các bạn thấy không? Như vậy là các bạn đã có tay phải và tay trái tập cùng với nhau để nắm được cái đó. Thế sau đó mình sẽ ghép hai tay vào cùng với nhau. Cũng vậy mình sẽ chơi chậm này. Chuyển ngón bên tay phải. Chuyển ngón bên tay trái. Chuyển ngón bên tay trái số 1 này. Chuyển ngón nhé. Chuyển ngón bên tay phải. Như vậy các bạn đã biết được cách ghép hai tay vào cùng với nhau, các bạn có thể tập đi tập lại một vài lần. Và bây giờ thì cũng giống như vậy, Vũ Ung Trung sẽ chơi 3 lần trên cái C major scale này cùng với cả metronome tempo là 70. Và sau đó Vũ Ung Trung sẽ đệm cho các bạn chơi 3 lần và các bạn có thể tập cùng với cả Vũ Quang Trung nhé. Mình sẽ đếm như này. 1, 2, 3, 4... Và như các bạn thấy, các bạn vừa rồi đã tập được C major scale. Và để trước khi sang phần về chord progression là về những vòng hợp âm, những bạn nào lần đầu tiên đang tham gia channel YouTube của Vũ Ung Trung có thể nhấn vào nút like hay là nút share, cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận được những cái video hàng tuần mà Vũ Ung Trung chia sẻ. Và bây giờ thì mình sẽ sang phần là chord progression. Và như các bạn biết, chord progression đó là những cái vòng hợp âm. Và ngay từ bước đầu trong cuốn sách này, tức là ngay kể cả các bạn mới ở một trình độ hoàn toàn bắt đầu thôi, các bạn thấy không? Các bạn đã chơi từ những cái luyện ngón đơn giản nhất, rồi sau đó lên cao một chút, đó là chơi về scale. Và sau đó các bạn sẽ tập về các cái chord progression là những cái thế bấm hợp âm. Rồi sau đó các bạn sẽ chơi về arpeggio. Đó là cái lý do mà Vũ Ung Trung nói cái quan trọng là được sắp xếp thứ tự luyện tập của các cái bài tập như thế nào trong cuốn sách này. Và cuốn sách này gồm có hai cái level trong này là primary, tức là hoàn toàn mới bắt đầu. Và sau đó các bạn sang với cả cái level 1. Vũ Ung Trung sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn và trong những cái tuần kế tiếp là một loạt những cái video về các cái piano kỹ thuật cho các bạn. Nếu cho các bạn hứng thú với cuốn sách như thế này, các bạn có thể thăm với cả cái link bên dưới và các bạn có thể mua nếu như các bạn muốn. Nào, hợp âm đầu tiên Vũ Ung Trung đưa cho các bạn đây, các bạn thấy đang là đô trưởng. Và cũng giống như vậy,
đó là bậc 1 của cái C major scale. Và các bạn thấy khi các bạn chơi những hợp âm như thế này, các bạn sẽ gặp rất là nhiều đúng không? Điều đầu tiên các bạn phải chơi được, tạo được phản xạ là chơi được hợp âm đô trưởng và 3 nốt xuống cùng với nhau. Sau đó bậc 5 của đô là gì? 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn sẽ có là son. Và một lần nữa như Vũ Trung nói, đây là hoàn toàn dành cho các bạn beginner, tức là mới bắt đầu tập piano. Son, rồi sau đó các bạn trở về với đô. Và các bạn thấy đang là hợp âm đô trưởng hay là C major chord, đây các bạn có là half note, tức là một nốt trắng, có nghĩa là bạn phải giữ nó là hai độ dài là 2 fret đúng không? Hay là 2 beats, các bạn chơi như này là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Đó là rất đơn giản, từ bậc 1 sang bậc 5 về bậc 1. Rồi sau đó kế tiếp mình sẽ có là bậc 1. Lần này sang bậc 5, thay vì chỉ chơi là hợp âm son trưởng, bây giờ các bạn sẽ chơi là hợp âm son 7. Và cái thay bấm hợp âm son 7 các bạn sẽ thấy như này. Thay vì các bạn thông thường sẽ chơi hợp âm son 7, các bạn bấm như thế này đúng không? Như thế này đúng không? Nhưng các bạn sẽ không bấm như vậy mà các bạn sẽ bấm như thế này. Son 7 như thế này. Các bạn thấy không? Như vậy cái tay của các bạn đang từ đây chuyển sang hợp âm kế tiếp, các bạn vẫn hoàn toàn đây rất là nhanh và tạo ra cho các bạn một cái thói quen. Và toàn bộ trong cuốn sách này sẽ có mười mấy giọng viết trước cho các bạn để các bạn luyện tập như vậy. Và các bạn cứ tiếp tục luyện tập mỗi một ngày theo thói quen như vậy. Tự nhiên nó sẽ giúp cho các bạn cái ngón tay tạo được những thói quen tốt khi chơi hợp âm, chuyển ngón hay trên các cái scale trong tương lai. Nào bây giờ mình chơi đô trưởng này. Đô trưởng, son 7 này. Rồi sau đó các bạn về hợp âm là đô trưởng. Và cũng giống như vậy thì mình sẽ chơi đúng theo nhịp đúng không? Mình sẽ có là 1, 2, 3, 4. Rồi 1, 2, 3, 4. Và các bạn có thể chơi toàn bộ cả cái dòng này thì mình sẽ có như này là 1, 2, 3, 4. Như vậy là các bạn đã có thể chơi được cái vòng hợp âm là 1, 5, 1. Và vòng hợp âm này có thể nói là sử dụng tới 80%, 90% trong tất cả những tác phẩm nhạc rock. Các tác phẩm nhạc rock hầu như chỉ sử dụng là 1, 4, 5, 1, 5, 1. Sử dụng rất nhiều những cái classic rock ngày xưa mà các bạn thấy sử dụng trên cái vòng hợp âm này nhé. Rồi sau khi các bạn đã tập tốt các vòng hợp âm này rồi, cái kỹ thuật kế tiếp mà Vũ Trung giới thiệu cùng với các bạn đó là arpeggio. Và các bạn sẽ nhìn xuống đây. Các bạn thấy khi sau khi mình đã chơi thật tốt hợp âm đô trưởng rồi thì việc bây giờ thay vì các bạn chơi tất cả các cái nốt này cùng với nhau thì bây giờ các bạn chơi những cái nốt này rời ra. Và đó là cái cách mà giúp cho các bạn có thể chơi được những hợp âm với cái kỹ thuật arpeggio một cách dễ dàng. Nào, các bạn sẽ chơi như nào? Các bạn sẽ bắt đầu từ bên tay trái. Thay vì các bạn đang chơi hợp âm đô trưởng cùng với nhau, các bạn sẽ chơi như này là đô, đô, mi, son. Từ bên tay phải các bạn sẽ chơi là đô, mi, son. Tay trái các bạn đi qua tay phải và chơi nốt đô. Thì các bạn nhấc tay phải, rồi sau đó bạn giữ tay phải trở lại nốt son, đi xuống. Như vậy là các bạn đã biết phương pháp để chơi cho arpeggio. Và cũng giống như vậy, đối với bài tập arpeggio nó có 3 nốt trong mỗi một ô nhịp. Chính bởi vì vậy mình sẽ chơi với cả cái nhịp của nó là nhịp 3-4 nhé. Mình sẽ chơi như này là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Như vậy các bạn đã thấy rất là dễ dàng để các bạn có thể chơi được arpeggio này trên hợp âm là đô trưởng. Các bạn hãy tập ít nhất là 3 lần, 5 lần và 10 lần và hơn nữa thế nữa, các bạn luôn luôn tập với cả metronome. Ví dụ Vũ Trung chơi 3 lần và các bạn có thể chơi nhanh hơn nếu như các bạn thấy các bạn đang chơi tốt. Ví dụ các bạn chơi như này là 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
bạn đang chơi này. Đúng rồi, các bạn chơi này. Các bạn có thể áp
dụng cái kỹ thuật arpeggio này vào trong bất cứ một tác phẩm nào. Các hợp âm thì các bạn đã biết chắc chắn rồi, khi mình chơi piano đệm hát hay là piano solo thì các bạn có thể chơi hợp âm bên tay phải cũng như các bạn có thể chơi hợp âm bên tay trái. Các bạn có thể sử dụng các cái scale, các cái five finger patterns để các bạn có thể chơi trong ngẫu hứng solo, và Vũ Ung Trung đã giải thích cho các bạn rồi. Và như các bạn thấy rằng là hiện giờ mình đang có đây là trên cái giọng là đô trưởng, và cũng giống như vậy trên cuốn sách này các bạn sẽ có là son trưởng, mình viết tất cả các cái bài tập đó cho các bạn. Và cũng giống như vậy có five finger pattern, có scale, có hợp âm, có arpeggio, sau đó các bạn sang hợp âm re trưởng là có hai dấu thăng là pha thăng và đô thăng, hay mình gọi là F sharp và C sharp. Tiếp tục rồi sau đó các bạn sẽ sang là la trưởng, tức là ba dấu sharp là pha thăng, đô thăng, son thăng. Rồi tiếp tục nữa là các bạn sẽ có là E major là bốn dấu thăng. Sau đó các bạn sẽ có là B major là năm dấu thăng. Như vậy các bạn thấy rằng là mỗi một tuần các bạn tiến bộ dần lên. Và sau đó các bạn thấy là pha trưởng bắt đầu các bạn sang dấu dáng, đúng không? Làm quen với các dấu dáng. Và cũng giống như vậy, tất cả các cái bài tập được sắp xếp theo một hệ thống thứ tự để giúp cho các bạn dễ dàng mà nhận biết được rằng là sau cái five finger pattern mình sẽ đến scale, sau scale mình sẽ sang đến hợp âm, sau hợp âm thì mình sẽ sang đến là arpeggio. Và các bạn đừng quên rằng là đây hoàn toàn mới chỉ là beginner level, tức là dành cho những bạn mới bắt đầu tập piano. Và toàn bộ hệ thống này có 6 cuốn sách, từ hệ thống đơn giản như này cho đến khi các bạn chơi rất là khó các cái scale và các cái bài tập như này ở nâng cao hơn nhé. Và như vậy Vũ Ung Trung cho các bạn thấy rằng là đây sang những nốt dáng, các bạn thấy có C dáng đúng không, tức là hai dấu dáng, rồi các bạn có về đây các bạn sẽ có là five finger exercise. Và cuối của cuốn sách của cái tập 1 này thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ tập như này. Thế là ngón tay các bạn sẽ phải chơi nhanh hơn thay vì các bạn đang chơi rất là chậm từ ban đầu. Và đấy là lý do mà Vũ Ung Trung đưa cho các bạn từng bước một để các bạn tập. Và các bạn sẽ xem là trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng hay là 2 tháng mình sẽ chơi hết cuốn sách của tập 1 này. Các bạn hãy đặt ra một cái mục tiêu cho mình trong vòng 3 tháng, 6 tháng mình sẽ tập hết cái cuốn sách 1 này, hay là 1 năm tùy vào cái thời gian các bạn đang có. Rồi sau đó các bạn sẽ lên một cái level thứ 2 nữa, đúng không? Sau khi đó các bạn thấy và toàn bộ những hết những bài tập này các bạn sẽ sang một cái grade 1, tức là cái sau của cái trình độ gọi là primary, tức là trình độ mới bắt đầu để làm quen. Và sau đó các bạn sang cái level 1 đây. Thì level 1 đây các bạn nhìn thấy ngay đây rằng là thay vì các bạn đang bắt đầu từ five finger patterns thì các bạn sẽ bắt đầu ngay vào trong một cái scale, đó là C major scale, đủ tất cả gọi là chuyển ngón lên xuống. Sau đó các bạn sang hợp âm đây, các cái hợp âm các bạn không chỉ chơi là 1 năm mà các bạn sẽ chơi những hợp âm là từ 1 sang 5, rồi 5 về 1, rồi sẽ có hợp âm là 4 về 1. Và đồng thời các bạn có khái niệm về lý thuyết là những cái vòng hợp âm đó được gọi như thế nào, là half cadence, authentic cadence hay là plagal cadence nhé, để các bạn thấy. Nào, và đây các bạn thấy là primary chord progression. Sau khi các bạn nắm được những hợp âm đó rồi thì các bạn sẽ chơi vào hệ thống là primary chord progression. Và hệ thống này tức là 1 5 4 1 4 5, đây một lần nữa để về những cái vòng hợp âm và để giúp cho các bạn có thể chuyển những hợp âm một cách dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sang hệ thống của arpeggio và các bạn đã tập rồi, và cũng giống như vậy các bạn sẽ sang những cái giọng khác. Đây là thuộc về cái level 1 mà các bạn đang chơi nhé. Và như các bạn thấy, một cuốn sách này có tới 2 level. Và Vũ Ung Trung tin rằng là chỉ trong vòng 3 tháng, 6 tháng nếu các bạn luyện tập như này, các bạn sẽ thấy rằng là cái trình độ các bạn tốt lên rất là nhiều. Và như các bạn thấy, sau khi các bạn tập từng bước một, Vũ Ung Trung tin rằng chỉ trong vòng 6 tháng hay 1 năm thì các bạn sẽ thấy là cái kỹ thuật piano các bạn tốt hơn rất là nhiều. Và hơn thế nữa, Vũ Ung Trung sẽ tạo ra những khóa học trong tương lai để giúp cho các bạn có thể hiểu được những cái kỹ thuật đó, các bạn sẽ áp dụng vào trong những tác phẩm từ solo, từ piano đệm hát, cũng như là các bạn chơi cho jazz như thế nào nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia channel YouTube của Vũ Ung Trung và luôn ủng hộ cho channel YouTube của Vũ Ung Trung. Các bạn có thể viết những comment, share hay là like trên cái channel. Và Vũ Ung Trung xin hẹn gặp lại với các bạn trong cái YouTube của tuần tới.